Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là đào sâu và tìm hiểu sâu những vấn đề có thể liên quan tới thời sự, có thể liên quan tới mạng xã hội mà quý vị quan tâm và cũng có thể liên quan tới vấn đề của lịch sử. Và trong chương trình chủ nhật tuần này và cái chương trình đặc biệt tuần này thì Phong lại nhắc tới một cái việc mà có lẽ quý vị đã nhắc trong suốt tuần qua nhưng Phong không muốn nhắc tới bởi vì tập trung khán giả vào trong cái thời sự mỗi một ngày. Nhưng mà tới ngày chương trình đặc biệt thì có thể nhắc tới được và nói chuyện luôn, bởi vì nhiều quý vị đã gửi email, thậm chí là trên comment quý vị cũng nhắc tới cái việc một nam ca sĩ ở hải ngoại là đang nguyên về Việt Nam làm từ thiện hay hát cái gì đó, rồi sau đó hình lại được post lên trên mạng xã hội và quý vị đã gửi cho Phong. Quý vị, câu chuyện nghệ sĩ về Việt Nam trình diễn thì không có gì mới và chính TNB cũng đã từng tuyên bố nhiều lần, chúng tôi không có chống đối nghệ sĩ đi trình diễn ở bất cứ nơi nào kể cả Việt Nam, trừ phi họ tới Việt Nam và họ làm những cái hành động gây tổn hại cho cộng đồng người Việt hải ngoại tị nạn cộng sản chúng ta, hay là có cái những cái ngôn ngữ tuyên bố mà ủng hộ tuyên truyền cho cộng sản, thì lúc đó chúng ta mới đặt vấn đề, như trường hợp của Quang Minh hay trước đó một hai trường hợp khác thì chúng ta mới đặt vấn đề. Còn chuyện nghệ sĩ đi Việt Nam trình diễn hay đi những quốc gia khác trình diễn là chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Tuy nhiên quý vị vẫn nhắc tới Đan Nguyên là bởi vì anh chàng này nổi tiếng và thành danh là nhờ những nhạc phẩm nói về thân phận của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong thời chiến và những ca khúc mà được xem là phổ biến trong giới đấu tranh. Do đó thì khi mà tin anh chàng này về Việt Nam trình diễn thì đã gây sốc cho những người đã từng thần tượng anh chàng này. Thật sự thì tôi không lạ gì Đan Nguyên và cũng quen có sự quen biết trước khi Đan Nguyên nổi tiếng ở Asia và qua bên Thúy Nga rồi. Lúc mà còn là ca sĩ gọi là lên tên rồi quý vị, cho tới bây giờ thành danh và có chỗ đứng vững chắc ở làng nhạc hải ngoại. Cá nhân Đan Nguyên thì tôi cho rằng là không có gì để đáng nói, bởi vì anh ta chỉ là một nghệ sĩ và một ca sĩ. Anh ta không có cái khái niệm liên quan tới vấn đề gọi là chính trị quốc cộng gì cả. Và tất cả những gì mà anh ta đã hát trước đây là theo order, tức là theo lệnh của Trúc Hồ trong cái giai đoạn mà anh ta cộng tác với Asia. Rồi sau khi thành danh và rời khỏi Asia thì anh ta chuyển qua Thúy Nga hát những cái nhạc tình và những cái nhạc lính. Đại khái như vậy quý vị. Với Đan Nguyên thì tôi không có ý kiến gì cả. Tuy nhiên thì cái chuyện này nó diễn ra giữa lúc mà Cộng sản Việt Nam đang có hai cái trường hợp đối ngược nhau để chúng ta có thể làm một cái bài phân tích kể cả cá nhân của Đan Nguyên. Quý vị, thứ nhất là trong các bản tin tôi có loan và cái chuyện của MB Phương Tùng, Sơn Tùng chứ, MB Sơn Tùng, một trong những người mà đang bị Cộng sản Việt Nam đóng đinh về tội quay một cái MV mà nó nói rằng là có nhiều cảnh bạo động, không những là phạt lên tới 75 triệu đồng tiền Việt Nam, phải xóa bỏ tất cả những cái MV này trên YouTube, mà đồng thời còn phải nộp lại cái tiền mà đã thu được ở YouTube từ cái clip MV này. Đó quý vị, và MB Sơn Tùng là một trong những cái hiện tượng, một lát tôi sẽ nói rõ hơn. Trong khi đó ngược lại thì báo chí tuyên truyền Cộng sản Việt Nam ra sức đánh bóng lăng xê cho một cô gái. Mà cô gái này thì có nhiều cái câu hỏi thắc mắc liên quan tới tài sản của cổ lắm. Cô ta tên là Lý Nhã Kỳ. Trước đây có đóng một vài phim và giờ đây thì cô ta tham dự một số những cái show truyền hình. Và mới đây nhất là cô ta đang quảng bá cho một cuốn phim mà cô ta bỏ tiền ra mua lại của một cái dự án nào đó với một anh chàng tài tử Nam Hàn. Và bây giờ thì đang PR rất mạnh và báo chí Việt Nam cố gắng lăng xê cho cuốn phim này đang chuẩn bị chiếu ngoài rạp ở Việt Nam. Quý vị, ba câu chuyện của Đan Nguyên, của MP Sơn Tùng và kể cả của Lý Nha Kỳ
chúng ta chỉ rút ra được một cái kết luận rất ngắn gọn. Cuối cùng bản chất vẫn là nhắm vào cái chế độ cai trị ở Việt Nam thôi. Trường hợp Đa Nguyên một lát tôi nói sau. Bây giờ nói trường hợp của MB Phương Tùng và Lý Nhã Kỳ. Cùng có thể nói rằng là trước sau thôi. Có thể là Lý Nhã Kỳ ra nghề trước và đã có tên tuổi trước cả MB Sơn Tùng. Nhưng cô này nhờ cái vốn tự khó và một cái nhan sắc tương đối mặn mà, thì cô ta đã nhanh chóng trở thành con nuôi và chị nuôi hay em nuôi gì của nhiều tài tử minh tinh Hồng Kông, đại gia Hồng Kông, Philippines gì đó. Thì quý vị đã nghe rồi. Và thời gian gần đây thì cô ta đã bắt đầu bỏ tiền ra để mà mua lại cái dự án phim nào để tiếp tục thực hiện. Và cô ta đóng phim ở trong đó chung với tài tử Hàn Quốc, đại khái như vậy. Nhưng con đường của cô này rất suôn sẻ quý vị. Từ lúc mà cô ta đóng cái phim bộ đại gia và chân dài gì đó, thì bắt đầu là cô ta bắt đầu là phất lên so với những người đóng phim cùng một thời với cô ta, bây giờ vẫn còn lận đận trong nghề. Có lẽ nhờ cái gương mặt khả ái của cô ta đã chiếm được cảm tình của nhiều người, và trong đó cũng không trách được những quan chức có những đồn đoán xung quanh cái cuộc sống của cô này. Nhưng tôi không nói tới cuộc sống cá nhân của cô ta, tôi chỉ nói cô ta rất suôn sẻ nhờ cái vốn tự có. Ngược lại, MB Phương Tùng, tôi nhớ cách đây khoảng mười mấy năm, khi mà tôi bắt đầu biết tới tên của Sơn Tùng đó, thì là lúc đó anh chàng này đã bị báo chí trong Việt Nam cạo đầu về cái tội mà họ gọi là đạo nhạc. Khi mà anh chàng này lấy một số nhạc của Hàn Quốc về sửa lại vài nốt, biến thành nhạc do anh ta sáng tác, rồi cách ăn mặc bắt chước y chang K-pop của Hàn Quốc. Thì quý vị, cách đây mười mấy năm, anh ta mới bắt đầu có những cái bước chân lững tờ, mới bắt đầu bước chân vào làng gọi là giải trí của Việt Nam thôi. Thì anh ta đã gặp cái trở ngại là sự chống đối rất mãnh liệt của những người được xem là trong nghề ở Việt Nam. Đặc biệt là cái thành phần mà bây giờ đang bị ế vô cùng. Thì quý vị, thành phần này chống Sơn Tùng rất mạnh. Tới mức mà quý vị, không một đài truyền hình nào dám mướn Sơn Tùng cả. Hay là có những cái chương trình tu hình nào mà có Sơn Tùng, họ tắt máy quay chỗ khác luôn. Rồi Sơn Tùng vì không có cái cơ hội, anh ta mò mẫm ở trên YouTube và bắt đầu dựng ra cái trang riêng của mình trên YouTube. Và suốt mười mấy năm nay, anh ta vẫn đi đeo đuổi cái con đường riêng của anh ta. Và kết quả thì trái ngược với lại những cái suy nghĩ của những người thời điểm đó, tưởng rằng anh ta giống như bà Tưng, tức là sẽ bị loại ra khỏi cái cuộc chơi của giới giải trí ở trong Việt Nam. Nhưng cuối cùng Sơn Tùng bây giờ lại là người có tầm ảnh hưởng nhất đối với cái giới fan ở Việt Nam. Lạng vạng cái lượng fan của Trấn Thành, của Trường Giang cũng chưa bằng của Sơn Tùng nữa quý vị. Và Sơn Tùng đã tự mình đi một con đường riêng. Có thể nói rằng quý vị chửi anh ta là kẻ đạo nhạc, ăn cắp cái kiểu quần áo tóc tai của Hàn Quốc gì đó. Nhưng ít nhất anh ta đã tạo được một chỗ đứng. Bất kể là cái cách tạo chỗ đứng nó như thế nào. Thì quý vị, trường hợp của Sơn Tùng bây giờ lại bị dính bởi chính cái dư luận trong Việt Nam. Những kẻ ngứa mắt sự thành công của Sơn Tùng. Lúc mà Sơn Tùng bắt đầu có được chỗ đứng thì các đài truyền hình lại bắt đầu quay trở lại chào mời, thậm chí là giải điện ảnh cũng mời Sơn Tùng lên luôn. Thì quý vị, cuối cùng Sơn Tùng tạo được cái trend. Nhưng mà cái trend đó là một cái trend nguy hiểm cho chế độ. Bởi vì đối với cái chế độ cai trị, những ai nằm dưới tầm kiểm soát của họ thì an toàn lắm. Còn những ai nằm ngoài tầm kiểm soát của chế độ thì chế độ coi là thành phần gây ảnh hưởng tới đám đông, nguy hiểm cho chế độ. Cho nên cuối cùng bây giờ quý vị, bản án rất nhẹ. Đương nhiên ở cái cương vị của Sơn Tùng thì Sơn Tùng lại là kẻ phải chấp nhận sự thỏa hiệp này. Viết thư xin lỗi, tự rút tất cả MV, đóng tiền phạt, bla 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 bla. Bởi vì anh ta ở cái thế không còn chọn lựa. Anh ta không thể phản kháng được. Đó là cái mà tôi nhìn về câu chuyện của Sơn Tùng. Ngược lại với lại cái cô nàng mà có cái vốn tự có Lý Nhã Kỳ. Thì quý vị, nếu mà so sánh một cách công bằng giữa hai con đường gọi là thênh thang của Lý Nhã Kỳ và đầy chông gai của Sơn Tùng, quý vị nhận thấy ra một điều gì? Kẻ nào mà ủng hộ cho chế độ thì được lót thảm. Kẻ nào không ủng hộ cho chế độ cai trị thì con đường rất chông gai. Sơn Tùng và Lý Nhã Kỳ là một cái cho quý vị thấy rất rõ ràng.
rất rõ ràng quý vị, chưa kể là cái đời tư của cô này có dính dấp gì tới con cái của quan chức thì tôi không dám nói, ok, bởi vì mình không không thể tiết lộ nhiều được. Có điều là quý vị thấy con đường cô này rất là suôn sẻ, bởi vì cô ta đã từng mua mặt mũi cho cộng sản nhiều lần. Khi mà cô ta được đi dự những cái gọi là giải Cannes, rồi quảng bá, đăng những cái mẫu quảng cáo ở trên cái giải Cannes, giải thưởng điện ảnh, để quảng bá cho hình ảnh của cộng sản Việt Nam, do đó cô ta an toàn. Còn Sơn Tùng thì không có muốn dính dấp gì tới chính trị, chỉ muốn đi kiếm cái nguồn khán giả và tự mình làm bơi trên con đường của mình thôi. Nhưng mà anh ta đã vô tình có được một cái sự ủng hộ rất lớn của cái lượng trẻ ở Việt Nam từ 11, 12 tuổi cho tới 19, 20 tuổi. Và con số này khá đông, phải nói là khá đông. Do đó thì nó ảnh hưởng tới cái chế độ cai trị. Và cái lần này là chế độ cai trị muốn kiểm soát gắt gao, không phải kiểm soát gắt gao mà muốn chắc chắn rằng Sơn Tùng nếu tiếp tục muốn hoạt động thì phải có những sản phẩm tuyên truyền cho chế độ thì được an toàn. Hoặc là những cái lời tuyên bố ủng hộ cho chế độ thì anh ta sẽ được an toàn tiếp tục với con đường của anh ta. Còn nếu như mà anh ta tránh né, anh ta tiếp tục gọi là chọn một cái hướng gọi là không muốn dính dáng gì tới chính trị, chính em, chế độ cai trị hay chính quyền gì á, thì có lẽ anh ta sẽ trở thành một trong những cái cuộc đục đẽo sắp tới của cái chế độ cai trị. Thì quý vị, trường hợp của Sơn Tùng, trường hợp của Lý Nha Kỳ tôi cho quý vị thấy. Nhưng còn trường hợp thứ ba, tự chui đầu vào rào, đó là trường hợp của Đan Nguyên. Như tôi đã trình bày trong mấy cái chương trình đặc biệt trước đây, thời điểm này không phải là thời điểm cho nghệ sĩ về Việt Nam trình diễn. Thứ nhất, tình trạng đại dịch vừa dứt. Thứ hai là dân chúng Việt Nam cũng chả còn tiền. Thứ ba, các đại gia cũng đang bị đánh tơi tả trong cái lò đốt củi của Nguyễn Phú Trọng, không còn dư dả tiền bạc để có thể phung phí chi ra cho những nghệ sĩ từ hải ngoại về nữa. Do đó, thời điểm này là thời điểm mà tất cả những hệ nghệ sĩ ở hải ngoại gần như là trụ ở ngoài này chứ không có về trong nước. Đặc biệt là cái sau 2 năm đại dịch, người dân ở trong nước, người dân ở hải ngoại đã bắt đầu làm quen nhiều hơn với YouTube, họ quen rồi. Và họ không có thói quen đi coi, họ bỏ được cái thói quen gọi là tụ tập bày đàn theo cái kiểu gọi là có nghệ sĩ ở bên hải ngoại về là bu lại cho một đống rồi tan hàng đó quý vị. Thì cái giai đoạn đó đã qua rồi. Do đó cái chuyện mà Đan Nguyên trở về trong đó âm thầm rồi trở ra đây, có điều cái điều nhục cho Đan Nguyên là trước đó báo chí cộng sản còn đăng bài về việc Đan Nguyên về Việt Nam làm từ thiện, nhưng mà rồi thì sau đó bị bên ban tuyên giáo dịnh, bởi vì tất cả những bản nhạc Đan Nguyên hát ở ngoài này mà nổi tiếng ở ngoài này đều là những bản nhạc ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, những bản nhạc mang tính chất gọi là đấu tranh thời cuộc, mà bây giờ báo chí trong nước lại bung bài lăng xê thì coi như là đi ngược lại với lại cái chủ trương của những kẻ cai trị. Do đó toàn bộ báo chí đã tháo hết, gần như là 95% tháo tất cả những bài có liên quan tới tên Đan Nguyên Xu. Đây là cái nhục nhã của một nghệ sĩ khi mà chẳng thà đừng đăng bài và đừng viết bài gì cả thì nó tốt hơn là đăng xong rồi tháo xuống. Thì cái đó là đối đối với chúng tôi nhìn thấy, đó là cái sự sỉ nhục đối với Đan Nguyên. Và điều thứ hai, Đan Nguyên cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Even bây giờ ở hải ngoại show siết không nhiều, bởi vì sau tình trạng đại dịch mọi người đã thay đổi cách sống, thì nó cũng không khác gì trong Việt Nam cả. Mặc dù khán giả hải ngoại không nhiều lắm, nhất là ở Mỹ chỉ có khoảng 2 triệu mấy người thôi, và tính trên toàn thế giới ngoài Việt Nam ra có khoảng 5 triệu mấy người sống bên ngoài Việt Nam thôi, nó không nhiều so với một nước Việt Nam rộng lớn đâu. Nhưng mà cái điều khác biệt mà Đan Nguyên tính toán thiếu cẩn thận thì Đan Nguyên sẽ phải trả giá. Giống như tôi nói, bây giờ show siết không còn nữa, bây giờ chỉ có vài sòng bài mở cửa trở lại, các cái show bên ngoài thì không có bầu show nào dám đứng ra tổ chức, ngoại trừ tự mình đứng ra tổ chức, show giống như là gì, Quang Lê đang tự mình đi tổ chức show chỗ này chỗ kia, kiếm năn nỉ bảo trợ ép vé gì đó. Thì quý vị, show bây giờ chỉ còn có sòng bài, mà sòng bài bây giờ cũng rất là giới hạn chứ không phải là giống như ngày xưa nữa. Nói chung là cái thị trường văn nghệ hải ngoại đã chuyển sang một cái chapter mới, chuyển sang một cái chương mới. Người ở hải ngoại họ có xu hướng coi qua mạng nhiều hơn,
coi qua Facebook, coi qua YouTube nhiều hơn là đi tới tận nơi để nghe ca sĩ hát. Đó là thực tế. Chính bản thân tôi tổ chức những cái show, tôi biết họ không còn đi nữa. Thường thường những người đi là những người bạn bè thân hữu của mình đi mua vé để ủng hộ cho mình, chứ không phải ủng hộ cho ca sĩ nữa. Đó là thực tế ở ngoài hải ngoại. Và thực tế trong nước thì còn càng thê thảm hơn. Hải ngoại tự do như vậy mà còn như vậy. Thì trong nước quý vị, ngay cả bây giờ mà tổ chức một cái show rình rang là không có rồi. Đó, cũng quý vị thấy Cộng sản đánh trống thổi kèn cho cái SEA Games đó, huy động mạng lưới tuyên truyền cả nước mà, cũng chả ai muốn xem. Cũng chả ai muốn xem cái SEA Games 31 hết luôn. Chứ đừng nói tới cái mảng gọi là văn nghệ giải trí nữa. Tại vì người dân trong nước bây giờ họ phải đương đầu với nhiều vấn đề khác nhau. Đặc biệt là vấn đề tài chính. Đang bị thiếu hụt tùm lum hết, đang bị kẹt tùm lum hết, đang thiếu nợ thiếu nần rồi. Họ không có hơi sức đâu mà đi coi văn nghệ. Muốn coi thì về nhà mở cái phone lên, bật YouTube tha hồ coi để giải trí. Không cần phải đi tới tận nơi nữa. Và cái điều mà sai lầm của Đan Nguyên, nếu như tiếp tục con đường này, Đan Nguyên sẽ tự cháy mình. Tại vì even bây giờ, tôi giống như tôi nói, show siết không còn nhiều. Nghệ sĩ muốn gặp khán giả chỉ có qua mạng xã hội. Tức là qua bên Facebook, qua bên TikTok hay là qua bên YouTube thì mới gặp gỡ được khán giả của mình. Nhưng mà muốn gặp gỡ khán giả của mình mà không có cái gì mới thì khán giả từ từ nó cũng bỏ đi qua nơi khác. Tại vì trên cái YouTube là sự cạnh tranh công bằng. Sự cạnh tranh công bằng, khán giả có rất nhiều những lựa chọn, từ giải trí cho tới thông tin, giáo dục, nhiều thứ lắm. Họ có nhiều thứ để coi lắm. Do đó chạy lên YouTube thì là một cái sân cạnh tranh khốc liệt. Thứ nhất là sản phẩm mình có cái gì để thuyết phục công chúng, chứ không còn dựa vào cái trò lăng xê của báo chí nữa. Nó đã hết rồi. Cái thời mà gọi là báo chí thổi phồng lăng xê, kể cả khán giả trong Việt Nam lẫn khán giả hải ngoại, họ đã không còn tin nữa rồi. Thì quý vị lên YouTube mà bây giờ muốn kiếm tiền trên YouTube thì lại càng phải cẩn thận hơn. Tại vì một chuyến đi Việt Nam bị phanh phui như vậy, có nghĩa là khán giả ở hải ngoại từ từ tẩy chay. Mặc dù không tuyên bố gì cả, nhưng mà cái hành động đó một số người vẫn xem đây là phản bội. Mặc dù cá nhân tôi hay là TNB không chống những ca sĩ về Việt Nam hát, nhưng ở bên ngoài khán giả, những người ở bên ngoài, họ vẫn quyết liệt chống. Họ vẫn quyết liệt chống. Do đó, những ca sĩ về Việt Nam thì thông thường có xu hướng bị tẩy chay ở ngoài này ít nhất một khoảng thời gian. Ít nhất là một khoảng thời gian. Tôi không nói vĩnh viễn, nhưng mà tôi nói một khoảng thời gian bị tẩy chay. Mà khi khán giả hải ngoại đã đua nhau tẩy chay thì đừng mong kiếm tiền trên YouTube. Là bởi vì sao quý vị? Lượng khán giả ở Mỹ, ở Úc là lượng khán giả mà nó có cái tiền quảng cáo cao nhất trên YouTube. Tức là tiền quảng cáo mà của các công ty quảng cáo trong YouTube ở bên Mỹ, ở bên Úc với Âu Châu đó, nó cao gấp 100 tới 1.000 lần bên Việt Nam. 1 triệu khán giả ở bên Việt Nam xem thì quý vị thâu trả được bao nhiêu tiền cả. So với vài ngàn người hay chục ngàn người ở hải ngoại mà coi cái clip đó thì tiền quảng cáo lên rất cao. Do đó, đánh mất cái khối khán giả ở hải ngoại là một sai lầm. Trước Đan Nguyên có rất nhiều nghệ sĩ về trình diễn. Có phải tên tuổi họ thua Đan Nguyên không? Không. Họ nổi tiếng trước khi Đan Nguyên đẻ ra đời nữa. Và nói là họ hết thời á? No. Bây giờ quý vị coi lại những giọng ca mà của thập niên 60-70, số lượng coi ở trên đó cả triệu view. Còn một cái clip của Đan Nguyên lên hay là Quang Lê lên hay thế hệ sau này lên, vài trăm ngàn view. So với những chính chủ, giống như tôi nói, nhạc bolero lúc trước khán giả trong nước và một số khán giả trẻ hải ngoại không biết thì chạy theo những cái tên tuổi lỡ cỡ ở giữa, Đan Nguyên rồi Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên. Nhưng đến lúc mà người ta tìm tới bản nhạc gốc và cái người nổi tiếng với bản nhạc đó còn sống sờ sờ thì tại sao phải đi coi bản sao? Trong khi bản chính không coi. Đó, nhạc của Chế Linh, nhạc của Duy Khánh, nhạc của Nhật Trường, Trần Thiện Thanh, của Giang Tử. Ai thay thế được những giọng ca này? Bây giờ có làm bản sao của những giọng ca này chỉ có được một khoảng thời gian nhờ cái sắc dốc trẻ trung thôi. Nhưng mà dần dần sẽ bị đào thải. Thì quý vị, cái trường hợp của Đan Nguyên hay là của
những ca sĩ sau này hát dòng nhạc bolero thì cũng chả khác gì Sơn Tùng copy hàng của cả Hàn Quốc cả. Họ không có một cái ID riêng, họ vẫn chỉ là bản sao của những tên tuổi lừng danh trước năm 1975. Bây giờ nhờ cái YouTube bà con biết được chính chủ, cho nên quý vị thấy những cái clip của Chế Linh, của Hương Lan, của Giao Linh, của Phương Dung, những tên tuổi này quý vị, của Thanh Tuyền đó, vẫn đạt cả triệu 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 view. Trong khi những ca sĩ mới bây giờ mà hát dòng nhạc cũ đó quý vị, cao lắm, đánh bóng lăn xê rồi dùng tất cả, thì cùng lắm cũng được khoảng chừng vài trăm ngàn view thôi. Rồi rơi vào một cái khoảng trống lớn, đa số là rơi vào một cái kho khổng lồ với nhiều cái tiết mục khác nhau. Thì quý vị, câu chuyện của Đan Nguyên phải là cái, ở trong cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay là tôi muốn nhắc nhở đối với những ca sĩ hải ngoại. Mặc dù show bên đây không còn nhiều như ngày xưa, và bên Việt Nam cũng chả, thị trường Việt Nam cũng chả khác vì thị trường bên Mỹ cả. Nó bão hòa rồi. Người dân bây giờ có nhiều chọn lựa trên YouTube, trên những cái mạng xã hội lắm. Họ không nhất thiết phải đi tới nơi để xem mình hát đâu. Vậy thì tập trung sản xuất trên những cái mạng này để tiếp cận khán giả mình tốt hơn, thay vì phải đi để rồi chính mình gây họa. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu như mà muốn kiếm tiền của YouTube thì phải biết vuốt ve cái cộng đồng ở ngoài này. Tại vì người ta ở ngoài này người ta coi đó, thì cái tiền quảng cáo nó cao hơn rất nhiều, giống như tôi nói cả trăm lần, cả ngàn lần ở trong nước. Do đó phải biết cách vuốt ve khán giả ở ngoài này. Muốn vuốt ve khán giả ở ngoài này thì phải tôn trọng cái lập trường chính trị của họ. Đừng có những cái hành động được xem là gây tổn thương cho cái lập trường chính trị của người Việt ở ngoài này, rồi sẽ được khán giả thương thôi. Còn nếu mà gây tổn thương thì trước sau gì họ tẩy chay, họ không xem, vừa thấy trên YouTube là họ pass qua, họ kiếm clip khác họ coi. Thì đừng mong họ coi, mà họ không coi thì không, view chưa chắc nhiều bằng Việt Nam nhưng mà tiền nhiều hơn Việt Nam đó. Suy nghĩ cho kỹ trước khi mà quyết định là đi qua Việt Nam. Cho tới giờ phút này hầu hết 80% ca sĩ rút về bên Mỹ hết rồi. Sau 2 năm đại dịch, ca sĩ rút về bên Mỹ hết rồi. Bên Mỹ tuy rằng không dễ dàng kiếm tiền như ở Việt Nam đâu, nhưng mà đời sống nó an toàn. Lỡ có bệnh hoạn gì, bệnh viện bên Mỹ vẫn tốt hơn. Vẫn tốt hơn rất nhiều, nhất là những nghệ sĩ lớn tuổi. Còn không đó quý vị, là rút về bên đây có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, lây lất họ cũng sống được mà không cần bị áp lực gì cả. So với cái đời sống mà phải ra ở Việt Nam, đa số nghệ sĩ đi Việt Nam là kiếm tiền. Họ chẳng mặn mòi gì đời sống bên đó cả. Cho nên khi mà đại dịch bùng nổ là họ chạy hết về Mỹ. Là bởi vì chỗ đó chỉ là chỗ kiếm tiền chứ không phải là chỗ sinh sống lâu dài. Con cái họ vẫn sống ở đây, vẫn học hành ở đây. Họ qua bên đó chỉ là kiếm tiền, kiếm khán giả thôi. Không xong thì họ chạy về. Nhưng mà giai đoạn này giống như tôi nói, nếu mà đi Việt Nam không ai trách cả, nhưng sẽ gây tổn thương cho một số người. Và những người này họ tẩy chay. Khi họ tẩy chay thì kể cả YouTube họ cũng chả thèm coi, Facebook họ cũng chả thèm xem nữa, thậm chí họ block luôn cái channel đó lại luôn. Thì lúc đó khán giả bị giới hạn, tiền không nhiều đâu. Suy nghĩ cho kỹ trước khi bước chân vào Việt Nam. Trường hợp của Đan Nguyên, tôi không nói gì cả. Tôi đã nói là tôi không chống ca sĩ về Việt Nam hát, trừ phi họ có những hành động gây tổn thương cho cộng đồng bên đây, như trường hợp của Quang Minh, hay là họ có những cái lời lẽ tuyên bố, tuyên truyền cho cái chế độ cai trị bên đó, thì chúng tôi mới lên tiếng. Còn bình thường chúng tôi không lên tiếng. Thì quý vị, câu chuyện của Đan Nguyên, câu chuyện của Lý Nhã Kỳ, câu chuyện của Sơn Tùng MP sẽ cho mọi người thấy rõ cuối cùng câu cộng hết lại chỉ vì cái chế độ cai trị. Không ai ưa cái chế độ cai trị đó cả. Cho nên mới trở thành câu chuyện. Chứ nghệ sĩ đi trình diễn hay đưa phim ra chiếu hay là có vấn đề gì đâu quý vị. Hay là đưa MV mình ra chiếu có vấn đề gì đâu. Vấn đề bản chất là cái kẻ cai trị nó lạm quyền như thế nào, thì người ta mới ghét nó. Mà chính vì người ta ghét nó cho nên những gì liên hệ tới nó đều, người ta đều không có cảm tình. Phải nhớ kỹ điều này. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay liên quan tới câu chuyện mà của Đan Nguyên về Việt Nam làm từ thiện
Rồi sẵn dịp tôi leo lôi luôn cái chuyện của MB Sơn Tùng rồi Lý Nhã Kỳ lên để cho quý vị có được cái sự so sánh về vận mạng của ba người. Và cuối cùng thì kết luận vẫn là cái bản chất mà người ta không thích là chế độ Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy nó trở thành đề tài bàn tán của nhiều nơi là như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Cảm ơn mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!